Chúng ta thường ấn định rằng con gái là một loài khó hiểu nhất trên hành tinh bởi tính cách sáng thì nắng, chiều mưa, trưa gió mùa đông bắc khiến cho cánh đàn ông khó lòng một chiều chuộng. Thế nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc đấy mà khẳng định ra con gái khó hiểu thì vẫn chưa đủ đâu. Tại sao mà Taika lại dám hùng hổ nói như vậy ư? Vì khoa học đã chứng minh rằng cơ thể của con gái còn khó hiểu hơn tất thảy tính cách của họ. Bạn vẫn chưa tin đúng không nào? Vậy thì hãy cùng đến với video siêu phê ngày hôm nay nhé. 21. Một bên ngực luôn lớn hơn bên còn lại. Nó thường là một sự khác biệt rất nhỏ để không gây chú ý, nhưng mà thực chất là không có người phụ nữ nào lại có bộ ngực cân đối bằng nhau hết. Chị em có thể confirm xem có đúng không nhá. Nếu mà có hình ảnh minh họa nữa thì lại càng tốt. 20. Theo một số nghiên cứu khoa học, sự hấp dẫn sau khi sinh con người phụ nữ phụ thuộc rất nhiều vào những gì cô ấy ăn ở trong thai kỳ. Vì vậy, đừng lấy việc mang thai như một cái cớ để ăn bất cứ thứ gì bạn muốn. 19. Phần não thể hiện sự kích thích khi quan hệ tình dục cũng cho thấy sự kích thích tương tự ở một số người phụ nữ khi mà họ đang nghĩ về thức ăn, đặc biệt là khi họ có cảm giác thèm ăn. 18. Một số phụ nữ được sinh ra với hai tử cung hoặc là hai âm đạo. Ban đầu thì có thể không dễ nhận ra được, nhưng mà nếu chu kỳ kinh nguyệt kỳ lạ hoặc ra máu quá là nhiều thì đó có thể là một dấu hiệu. 17. Khi nhớ khuôn mặt của những người mới gặp có thể là một thách thức đối với nhiều người, nhưng đối với phụ nữ nói chung thì dường như họ ít gặp khó khăn hơn. Phụ nữ được chứng minh là kỹ năng ghi nhớ mạnh hơn nam giới. Theo đề xuất trong các nghiên cứu, nơi họ vượt qua nam giới trong bài kiểm tra trí nhớ, kỹ năng ghi nhớ siêu việt của họ không chỉ giới hạn ở việc ghi nhớ mọi thứ như các mục trong danh sách, mà còn cả ở khuôn mặt của con người nữa. Các nghiên cứu khác đã phát hiện rằng phụ nữ có thể nhớ khuôn mặt tốt hơn nam giới vì họ vô thức dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu đặc điểm của khuôn mặt mới. Bảo sao con gái thường xuyên khơi gợi lại những điều trong quá khứ như vậy, bởi vì họ nhớ lâu thủ dài mà. 16. Các nhà sinh học tiến hóa cho rằng phụ nữ tìm kiếm đàn ông là cái điều tự nhiên vì sức hấp dẫn và nguồn lực sinh tồn, trong khi đó đàn ông chủ yếu tìm kiếm sức trẻ và sự hấp dẫn. Nói đơn giản là bản năng phụ nữ tìm kiếm đối tác trẻ hơn, khỏe hơn, nhiều tiền hơn để tồn tại tốt trong xã hội. Còn với đàn ông, vếu to là đủ rồi. 15. Bạn có thể biết rằng trung bình phụ nữ sống lâu hơn nam giới, nhưng bạn có biết tại sao hay không? Một số nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ nói chung có nhiều khả năng là có lối sống lành mạnh hơn. Nhưng mà cũng đã có những nghiên cứu cho thấy rằng cơ thể phụ nữ tự nhiên có khả năng chống lại bệnh tật tốt hơn. Và một số người thậm chí còn cho rằng điều này đặc biệt đúng đối với những người phụ nữ đã từng sinh con. 14. Một người đàn ông có mùi thơm được phụ nữ cho là hấp dẫn hơn. Có điều gì đó về kích thích tố con gái và các giác quan sẽ phát điên về mùi thơm. 13. Phụ nữ khao khát tình dục vào mùa hè hơn bất kỳ mùa nào khác do mùi hương của mùa. 12. Các nghiên cứu chỉ ra rằng không giống như nam giới, những người này chỉ nghe bằng bên não trái của họ. Phụ nữ cảm nhận bằng cả hai bên não. 11. Người ta thường biết rằng phụ nữ sống lâu nam giới, và điều này có thể rất là tốt do cơ thể phụ nữ có thể chống lại nhiễm trùng tốt hơn. Các nghiên cứu cho thấy rằng hormone sinh dục nữ estrogen đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Bằng cách kiềm chế lại sự biểu hiện của một loại enzyme cản trở hệ thống phòng thủ của cơ thể chống lại vi khuẩn và virus. Các nhà nghiên cứu không chắc chắn chính xác lý do tại sao, nhưng một lời giải thích có thể xảy ra là hệ thống miễn dịch phát triển mạnh hơn theo thời gian, là do người phụ nữ đóng vai trò chính trong việc sinh nở và chăm sóc con cái của mình. 10. Họ cũng có cơ hội sống sót cao hơn sau chấn thương. Một lý do có khả năng khác khiến tuổi thọ phụ nữ cao hơn, thực tế là họ có cơ hội sống sót sau chấn thương cao hơn. Các nhà nghiên cứu khi nghiên cứu dữ liệu những bệnh nhân ở bệnh viện với chấn thương do đa chấn thương nhận thấy rằng phụ nữ trong độ tuổi từ 13 đến 64 có khả năng sống sót cao hơn đáng kể. Một lần nữa thì chìa khóa của lợi thế này nằm ở mức độ cao hơn của hormone sinh dục nữ, có thể là có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch. 9.
Có lẽ một số thay đổi hấp dẫn nhất xảy ra cơ thể phụ nữ là khi đang mang thai. Từ kích thước của một quả cam khi bắt đầu mang thai, trong 9 tháng tử cung sẽ phát triển to bằng một quả dưa hấu. Ngoài ra, đau đẻ cũng là một cơn đau đầy đáng sợ. Khi dặn bằng một cơn co thắt, lực từ tử cung tương đương với áp lực khoảng 180kg trên mỗi 0,3m². 8. Khi nói đến khả năng kéo dài và linh hoạt, phụ nữ có lợi thế hơn về một số mặt. Thứ nhất là cơ và gân của họ chứa nhiều elastin hơn. Loại protein này giúp cơ bắp, các cơ quan và da chúng ta có khả năng căng ra. Và điều này mang lại cho họ sự linh hoạt hơn về tổng thể. Cụ thể hơn là các gai bên dưới của họ có cấu trúc khác biệt so với nam giới. Đã tiến hóa để chịu được trọng tải của việc mang em bé trong 9 tháng trời. Độ cong ở cột sống dưới kéo dài qua 3 đốt sống ở cơ thể phụ nữ, nhưng mà chỉ qua 2 đốt sống ở cơ thể của nam giới, giúp họ linh hoạt hơn ở khu vực đó. Cuối cùng là do sự thích nghi của quá trình tiến hóa để sinh con, phụ nữ cũng có sự linh hoạt và phạm vi chuyển động ở vùng xương chậu nhiều hơn. 7. Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào mà các bà, các mẹ dường như luôn thức dậy sớm hơn hàng giờ trước những người còn lại trong gia đình? Một nghiên cứu thấy đồng hồ cơ thể của phụ nữ tuân theo múi giờ đầy khác biệt. Và kết quả là họ thức và đi ngủ sớm hơn nam giới. Họ cũng cần ngủ nhiều hơn nam giới khoảng 20 phút. 6. Trong khi nam giới thường ưu thế hơn về sức mạnh, có thể khiến nhiều người ngạc nhiên rằng phụ nữ thực sự có sức bền cơ bắp tốt hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong các bài tập liên quan đến sức chịu đựng, phụ nữ có thể tập luyện lâu hơn nam giới khoảng 75%. Người ta cho rằng sự hiện diện của estrogen ở phụ nữ làm cơ bắp của họ chống lại sự mệt mỏi và phụ nữ có sự trao đổi chất trong cơ bắp hiệu quả hơn so với nam giới. 5. Điểm chung giữa âm đạo và cá mập. Và không, đó không phải là đều có răng như bạn đang nghĩ đâu nha. Đừng có nghĩ vậy ở nhà. Chất bôi trơn âm đạo tự nhiên bao gồm mồ hôi, bã nhờn, chất nhầy cổ tử cung, tế bào chết, hàng tá chất khác nữa và squalene. Đây là chất kích thích. Đã bao giờ bạn nghe nói về nó hay chưa? Hợp chất hữu cơ này không phải dành riêng cho con người. Nó cũng được tìm thấy trong gan của cá mập. Và bây giờ cho một điều mà bạn chưa biết về cơ thể của cá mập. Squalene có nguồn gốc từ dầu gan cá mập, đôi khi được thêm vào kem dưỡng ẩm và kem dưỡng da. Nơi đó nó hoạt động như một chất làm mềm. Hơn nữa, các nghiên cứu gần đây được trích dẫn bởi Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đã phát hiện rằng trong phòng thí nghiệm, squalene chiết xuất từ cá mập dường như bảo vệ tế bào bình thường của con người khỏi tác động bất lợi của thuốc hóa trị. 4. Trong ảnh thì họ có xu hướng trông trẻ nam giới. Tin xấu đầu tiên, do sự thay đổi của nội tiết tố, phụ nữ mất collagen trong da nhanh hơn nhiều so nam giới. Nhưng mà hãy lưu tâm, bất kể làn da phụ nữ già đi nhanh như thế nào, đàn ông vẫn có xu hướng già đi nhiều hơn. Điều này là do làn da của nam giới dày hơn và có nhiều khả năng xuất hiện các nếp nhăn trên khuôn mặt và các đốm đồi mồi hơn. Cũng bởi vì họ phải chịu chấn thương hàng ngày của việc cạo dầu, cũng như hóa chất sau cạo dầu và làm xe khít lỗ chân lông. Trên hết thì nam giới có những thách thức đối với biểu bì của họ. Testosterone có thể làm cho da trông bóng và nhờn. 3. Nội tiết tố và cuộc hẹn với nha sĩ. Nếu mà bạn cần lấy tỉ răng, hãy để ý đến lịch. Estrogen khiến phụ nữ dễ bị khô trong miệng. Đó thì là khi cục máu đông bị bong ra khỏi lỗ răng, làm lộ xương và dây thần kinh bên dưới. Khi một lỗ răng khô bị nhiễm trùng, nó đau như điên vậy. Để tránh việc trải qua cơn đau kiểu này, nha sĩ khuyên chị em nên lên lịch nhổ răng vào tuần cuối cùng của chu kỳ kinh nguyệt, tức là từ ngày 23 đến ngày 28, khi mức độ estrogen thấp nhất. Nếu mà đang mang thai hoặc đang có ý định sinh con, bạn nên lưu ý rằng sự gia tăng của estrogen cũng có thể khiến niếu bị sưng và tăng nguy cơ viêm niếu. Vì vậy, điều quan trọng là phụ nữ mang thai phải làm sạch và khám răng 3 tháng một lần. 2. Ác cảm với nhện có thể do di truyền. Điều này có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon đã đo lường phản ứng bản năng của phụ nữ đối với côn trùng bằng cách đánh giá biểu hiện sợ hãi khuôn mặt của những đứa trẻ 11 tháng tuổi khi chúng được xem những bức ảnh riêng biệt về nhện và người đang cười. Các em bé nữ xu hướng dành nhiều thời gian hơn để nhìn vào khuôn mặt người hơn là nhìn vào những con nhện. Trong khi đó, các bé nam lại dành một khoảng thời gian tương đương để nhìn vào cả hai bức ảnh. Các nhà nghiên cứu đã giả thuyết rằng phụ nữ tiến hóa để cảnh giác với nhện, rắn và các sinh vật có nọc độc khác,
để có thể bảo vệ những đứa con dễ bị tổn thương của mình ở nhà. Trong khi đó, đàn ông ra ngoài săn bắn và hái lượm. Số 1. Bạn được xây dựng về mặt sinh học để khóc. Phụ nữ trưởng thành khóc 5,3 lần một tháng. Đàn ông trưởng thành khóc khoảng 1,4 lần. Một số người có thể cho rằng đây chỉ là vì xã hội thoải mái với một người phụ nữ hay khóc hơn là một người đàn ông trầm tính, mít ướt. Nhưng mà có một số yếu tố sinh học khiến phụ nữ dễ rơi nước mắt hơn. Ở cấp độ tế bào, tuyến nước mắt của phụ nữ khác với nam giới về mặt giải phẫu học. Một số nghiên cứu cho biết chúng lớn hơn. Và đó theo một trong lý do khiến chị em rất là dễ khóc. Hormone prolactin, nổi tiếng với vai trò của nó trong việc tiết sữa, cũng điều chỉnh sự phát triển của các tuyến nước mắt và hỗ trợ sản xuất nước mắt. Vào thời điểm phụ nữ 18 tuổi, họ có mức prolactin trong máu cao hơn từ 50 đến 60% so với nam giới. Rất là thú vị đúng không nào? Giờ thì anh em đã công nhận rằng con gái không chỉ khó hiểu về tính cách mà ngay cả đến cơ thể cũng như vậy chưa? Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, phụ nữ sinh ra vốn là để yêu thương. Và đến đây thì video ngày hôm nay cũng kết thúc mất rồi. Đừng quên bấm like, share và subscribe tại channel ngay lập tức để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.